Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2019. Và bây giờ là hơn 8 giờ tối nhé. Và hôm nay như mọi hôm thì mình sẽ live vào buổi tối. Còn ban ngày thì mình sẽ bận, mình sẽ không live được. Và hôm nay thì nhà mình ít mẫu sản phẩm về cũ. Và hôm nay mình sẽ bán giá thanh lý để làng mình sắp nghỉ hội mà. Mình sắp nghỉ hội mất mấy ngày rồi. Nên là các cô dì chú bác anh chị ạ muốn đặt hàng và các em ạ muốn đặt hàng nhanh thì liên hệ một là cả trực tiếp với em này, hai là nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook. Em bên em có sản phẩm gì thì em sẽ bán, chị em không báo ảo ạ. Nhà em còn cái gì thì nhà em thanh lý ạ. Thì các cô các dì chú bác mua thì ủng hộ em hoặc đăng ký kênh của em, YouTube của em để giới thiệu em, nếu mà em có sản phẩm được là cũ về hàng ngày thì em sẽ giới thiệu lên để các anh chị xem ưng con nào thì anh chị sẽ lấy ạ. Và hôm nay thì như mọi hôm thì hôm nay thì em giới thiệu sơ cua về đội cũ nhà em đang còn hiện ngày hôm nay thì khách cũng chốt mất khá nhiều rồi, nên hôm nay em sẽ còn con nào thì em sẽ level lên ạ. Có bạn nào muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với em ạ, một là cặp trực tiếp, hai là qua Zalo Facebook. Muốn xem ảnh thực tế hay là video thì qua Zalo Facebook. Em sẽ chèn link ở bên dưới, bên em thì có ship 3 miền nhé. Nếu mà bạn nào muốn lấy hàng thì cứ họ và tên địa chỉ gửi cho em ạ, em sẽ ship cho các bạn ạ, mình sẽ ship cho các bạn ạ. Và chiếc sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn ạ, chiếc bộ thanh minh thanh lý, chiếc Oppo F1S nhé. F1S này, con này là RAM 4 bộ nhớ 64GB nhé, em đang bán với giá là hơn 1 triệu đồng nhé, hơn 1 triệu đồng ạ. Và chiếc Samsung này là Samsung A5 2016 đang bán với giá là 2 triệu đồng nhé, máy hình thức còn 98.9% ạ. Và sản phẩm tiếp theo của bên em đang còn là chiếc Oppo A37 nhé. Đây, Oppo nhà A37 thì nhà em đang còn 3 con ạ. Hôm nay thì là còn 3 con ạ. Ngày hôm nay, hiện tại ngày hôm nay thì đang còn 3 con ạ. Sản phẩm em về thì liên tục ạ. Nếu là nhà em cũng thanh lý là hơn 1 triệu nhé. Nếu mà các bạn muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với em nhé. Đây. Con này em giới thiệu sơ cua qua là con này là RAM 2GB và bộ nhớ 16GB. Chơi liên quân game Falify, pin nghe gọi thì sóc sánh thì là ok ạ, yên tâm ạ. Riêng hàng nhà em thì có bảo hành 6 tháng ạ. Kể các bạn lấy về các bạn không thích có thể là liên hệ với mình, gửi lại mình cũng được ạ. Ok, không sao ạ, thuận mua và bán ạ, chứ không phải là cũng là ép người dùng lấy. Và sản phẩm tiếp theo nhà em đang có là hai chiếc Oppo Neo 5, em được bán với giá là dưới 1 triệu nhá. Rất là rẻ rồi ạ. Hai con này thì cấu hình nó là RAM 1GB, bộ nhớ 16GB. Nói chung là xem phim nghe nhạc YouTube là quá tuyệt vời, nghe gọi thì pin là rất ok ạ. Đây, em có một màu đen và một trắng ạ. Bạn nào muốn đặt hàng thì cứ để cả trực tiếp cho mình nhé. Và iPhone thì nhà em còn 3 con iPhone, 2 con iPhone 5 và một con 5C ạ. 5C này thì em đang bán với giá là 1 triệu đồng ạ. Và có ship 3 miền nhé. Và hai con iPhone 5 này, hàng đẹp thì em bán với giá là hơn 1 triệu tí nhé. Hơn 1 triệu nhé, hàng đẹp em đang bán hơn 1 triệu nhé. Đây ạ, để các bạn nhìn nhé, hàng đẹp em đang bán hơn 1 triệu ạ. Và nhà hàng nhà em thì có bảo hành ạ, nên là các bạn ở nhà hàng mình yên tâm ạ, không phải lo ạ. Đây ạ. Đây nhé. Và sản phẩm theo em giới thiệu với các bạn là có nghĩa là sản phẩm đây là chiếc Samsung Z3 2016, em đang bán với giá là 1.400.000 đồng ạ. Con này thì pin ok và loa nghe gọi rất là sướng á. Đấy, các bạn có nhu cầu đặt hàng thì có thể alo trực tiếp cho mình nhé. Thì hôm mai là chủ nhật thì bên em sẽ không ship được hàng, và bọn em sẽ làm việc mai thì chốt ngày mai được, nhưng còn chủ nhật thì bên em sẽ ship hàng vào thứ hai nhé. Nhầm, sorry, nhiều lúc mảng trí ra tiếng này. Bên em sẽ, các bác đặt hàng thì vào hôm thứ bảy chủ nhật thì em sẽ đặt hàng, em sẽ ship vào hôm thứ hai, ship nhanh cho các bác. Và sản phẩm theo bên em bán với giá, sản phẩm theo em giới thiệu với các bác là chiếc Samsung Z2 Bride, em bán với giá 1.400.000 nhé. Hình thức con này là khá ok, pin là rất tốt nhé, loa nghe gọi sóng sánh thì là vô tự quá nhỉ, rất máy là còn khá đẹp nhé. Và sản phẩm bên em cũng bảo hành là 6 tháng ạ. Có các cô dì chú bác có thích con này không ạ? Nếu mà thích con này thì liên hệ với em sớm nhé, để em thứ hai bắt đầu em sẽ ship hàng nhé. Và sản phẩm tiếp theo nhà em giới thiệu, em còn một chiếc Oppo A3S em đang bán với giá hơn 2 triệu một tí nhé. Đây ạ. Con này là màn hình tay thỏ,
máy là khá ok đấy, khá ok, màn hình hình tay thỏ, pin rất tốt ạ. Đấy, cô gì chú bác mà ưng con này thì liên hệ với em nhé, em đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng ạ. Con này là hình thức đẹp 99%, và sản phẩm bên em đang giới thiệu là chiếc ốp chiếc Samsung A7 2018 nhé, A7 2018, con này hình thức là 99% ạ, bên em đang bán với giá là 5 triệu đồng ạ. A7 2018 nhé, con này là màu vàng gold nhé, máy khá là đẹp, máy của nhân viên Samsung dùng nhé, máy là rất là chất nhé, bên em đang bán với giá là 5 triệu ạ. Có bạn nào muốn ưng con này thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Và như vậy thì hôm nay thì nhà mình cũng còn ít sản phẩm điện thoại cũ rồi, chắc là mình cũng phải xin dừng clip ở đây. Nếu mà anh chị cô gì chú bác muốn đặt hàng ấy, thì có thể liên hệ với em trực tiếp của em qua Facebook, Zalo hoặc cạc trực tiếp cho em nhé. Nếu muốn xem ảnh sản phẩm các bác có thể liên hệ của em qua Zalo ạ. Và chắc là em cũng xin dừng clip ở đây và xin chào tất cả các bạn ạ.